bận thì không đi anh. Nhiều bận làm cái thần chân. Tiền này. Cái bệ như đá nhỉ. Bệ đá. Như cái bệ đá. Cái bệ này là xấu quá. Mày lâu lắm mới lại đi chợ được nha. Đây. Đâu là cây hải châu? À đâu, cái sam núi. Sam núi. Cây sam trái. Tiếp theo. Dưới này các anh nhỉ. Mày có vẻ rất nhiều cây đẹp. Dù mày chưa thử. Sao cái chục đâu thế? Hôm qua cho mua hai cây của chú còn gì nữa. Ừ. Cái này của chú à? Bao nhiêu tiền cây này? Cây của ông bạn này. À thế à? Ừ. Không biết bao nhiêu tiền? Cả biết ông bạn bao tiền, ông cứ dặn. Hả? Ông cứ dặn đâu. Đâu, ông nào? Ông điện sáng. À, có mỗi cây thôi? Ông cây này. Còn đây tất cả. Cây dưới kia bao nhiêu của chú? Đâu? Đấy, cây to này. Cái này? Cây đắt. Đắt gì cây? Cây đắt đấy. Đó làm sao mua được cây này? Cứ nói đi. Thì 2 triệu. Tiếp. Tiếp tên nào cái đấy? Đây này cây này này. Có cây này này. Chưa có gì. Đây. Đây. Đã có gì đâu. Đấy. Xanh cũng của chú à? Không, xanh đây. Cái có... mai hôm qua về dọc rồi. Cái mai nào? Mãi cái gì đấy trông để nhà gì để nhà để quế để nhà cho nó có giá mà bán mấy củ này ác kìa. Đi làm thì xong giờ vẫn ở đây hả? Nếu con đi làm bây giờ vẫn ở đây sớm chưa đến giờ mấy giờ tí nữa đi giờ tí cho quay lại đây. À. Là thôi đây bác nhé. Hôm nay có vẻ rất nhiều cây đẹp rồi. Giấy mới đẹp đấy của cây à, cây của anh à không cây của em trong đây.
đây. Bao tiền cái này anh? Con này 4 triệu. Xanh quê đâu? Con này nhiều tuổi lắm. Thế còn con kia? Con này là 3 triệu. Em thích con này hơn. Nói chung là mỗi người có một lối. Anh thì anh lại thích. Nhưng mà dăm thì chưa được. Anh thích chơi cái đồ này. Nhìn nó giật dẹo, tức là nó có hồn. Em thích nó trực hơn một tí. Thế ra trực cũng đẹp đấy. Trực cứ bốn tay thằng ngọn. Côn cây là đẹp. Trực thì nó càng nhìn lâu càng đẹp. Cái này thì nhìn thấy ngay. Trực thì nó lâu mất thời gian. Cái ổi. Cái ổi của bác nào kia không biết. Có phải của anh cái ổi không? Không không. Anh thì con trai bé bên ngoài. Lượn vòng công ty quay lại. Cái này nó có hồn đấy. Bác ấy mua hay là bán đấy? Không bán đấy. À, sách đi đi giao à? Cây cũng hay đấy chứ. Cây không biết mua lấy bao nhiêu? 2 triệu. Bớt tí thì sẽ ổn. Cây này hay đấy nhỉ, dây tím. Hoành tráng nhỉ.
dù cái bệ đẹp. Cái đấy bao tiền này? Cái này mà lúa được đường thân nữa đẹp nhỉ? Bệ ổn quá. Trước hơi bỏ bê nhỉ, hơi bỏ bê chỉ chưa được chăm sóc nó. Mấy cái tùng đẹp, xương cá. Mình có cái phôi giấy cũng được chứ. Tiền này. Cái bệ như đá nhỉ. Bệ đá. Xanh đẹp quá. Nhiều cái đẹp đấy, vâng. Trong vườn đầy cái đẹp. Ngay sau lại mới ra chợ. Đây này đá này. Vâng. Đẹp lắm.
Cái này bao tiền cô? 10 triệu. Nhiều cây mới quá. Nhiều cây mới. Cây tùng này cũng của cô à? Cô từ cái chỗ hàng đá đổ về. Đây, cái tùng này bao tiền? Cái tùng này bao tiền cô? Cô cứ hỏi chưa cháu ra nhé. Thế cây đấy này, cây cây này nhiều xanh quá. Đấy là thủy tùng đấy nha. Cháu biết rồi. Cháu biết rồi. Chứ không phải là không phải tùng cối. Sớm đã bán được rồi. Nhiều cây quá. Nhiều cái đẹp đấy, mai như này đẹp luôn. Ui, cái chắc kia hoành tráng nhỉ. Cái chắc này có phát phát đẹp mà. Lúa này kinh nhỉ. Con này bao tiền cô? Chắc à. Chắc này bao tiền? Con này á? Hai triệu. Cái củ này là của nó đúng không? Của nó. Của nó. Đây. Chắc lũ. Chắc có vào. Kéo cây này sao đi? Vâng, chưa biết rồi. Đấy. Đây. Đây, cây này chả đẹp hả cô? Đẹp mà. Cái quýt này này. Ừ, cây này 3 tiền. Cây kia sáng này đẹp lắm. Đẹp hơn à? To hơn cây này à? Lùn vậy. Cây này 3 tiền. Hả? Cây đấy bao nhiêu tiền? Cây 4. Cây lúc sáng là bán bao nhiêu tiền cô? Sáng này 5. À, 5. Cây lạ lạ không biết là cây gì. Tường vi ở đây. Cây ơi bán hàng kìa.
Xuân Bột. Cây nào cũng đẹp. Chú này cây gì cũng đẹp. Vâng, bật chú cây gì cũng đẹp. Hôm nào mang một ít nhưng mà cây nào cũng đẹp. Mùi hoa mộc, mùi mùa hoa mộc, mùi rất thơm. Cây mun, cây mun đẹp thế. Cây này đằng trước không nhìn thấy mà đẹp thế. Đang quay cây này tí ạ. Quay đi. Quay người là được. Quay người là được. Không, chẳng quay người đâu. Nó có cái hố kia tí nó còn rắn bò ra luôn. Cây này kinh đấy nhỉ. Tí chạy mặt trước quay cây này tí. Cây đấy bao tiền nhỉ? Dạ vâng. Có, thi thoảng có mua đấy ạ. Lên mua nhỏ. Dạ. Lên mua nhỏ. Có mua được hai cây nhỏ nhỏ. Vâng. Nhiều cây quá. Đấy, còn một mà cái đá. Dưới. Đấy, đấy là tay. Đấy. Hoa giấy 4 triệu rưỡi. Các cụ đi sắm phôi. Sắm phôi này cho nó về chơi cho nó rẻ. Ra khu vực sôi động này là điền. Điền. Đấy. Khu vực sôi động. Này toàn cây đẹp. Đây là
bao nhiêu anh?